we sail a little bit high. Đắc nhân tâm con số năm, 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 cái con số năm số gì đây, cái là số gì đây, số gì ra mười gì đây, cái là mười gì đây, mười gì đây, cái là mười gì đây, mười gì ra mười gì đây. Trai tài mà gái sắc, hai kẻ mà gặp nhau cảm thấy dạt dào con tim mà rung cảm. Còn mười tám, còn mười tám, cái là còn mười tám, 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 mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, con biết cô lại tắt gì tiếp nhau, con biết cô tiếp nhau, anh đây tiếp canh tiếp nhau. Còn em á là tiết giao, em lấy đầu của con này thì có con này nó phải hát cái câu đó. Tại sao em bắt cái gì mà em phải hát nó khổ thì em phải hát đúp lên cho nó chứ làm sao chọn không tuột đóng dây khác. Sao mày biết tao không thuộc? Đâu hát lại thằng làm lại hôm we go tiết giao ba không có má, má cái này đâu có má. Cái này là cái này là con này là kêu là tiết giao với nhau, cứ kêu người hồ người cô là có lúc là em phải người em phải người em đi rồi thì bây giờ em nêu cho nó nói không có nêu ở đây ta, ở đây là ta diễn viên đó rồi thì bây giờ em sẽ ngựa rồi đúng không. Em kêu là tiết giao trả ngọc lại cho thiếp nha, nó không trả quýt chết mẹ đó cho chị. Ê, trời đất ơi hay cái gì kỳ vậy, mày diễn lại tao không, mày diễn lại tiết giao không, học trường sân khấu ra diễn nè. Trời ơi trời, trường sân khấu dạy là mang đôi dép lào gì vậy diễn đó trời nè đó tụi tao ha. Rồi không đi con mày tránh ra, mày tránh ra đi để tao diễn cho mày coi nè, mày tránh ra tao cắn cắn ngựa tao không mượn mày đi vô đi rồi đứa cái bông tao tức á. Em mất vai một mình nó diễn hai vai luôn nè, vô tao nè. Diễn hai vai được, nói đi nói đi em đó bắt đầu nè, cắt vai mày nè vừa mùng một bị cắt vai. Cái lúc này nó đang tìm bằng tiết dao đó, chưa thấy tiết dao đó. Thấy chưa? Không phải lộn người. Oh my god, oh my god. Tiết dao. Tiết dao. Tiết dao. Tiết dao ơi. Tiết dao. Đây nè. Hả? Giờ khúc này là lấy rồi đó. Khúc ra nãy là em đau. Nó lấy ngọc em rồi đó, em đau đó. Em diễn cái nét rồi nó lấy ngọc cái em lúc, cái lúc lấy ngọc là đau. Dạ dạ em đau đó em rồi. Bây giờ nó lấy ra nè. Lấy rồi đưa gì nữa má. Ờ quên trên tay nó kìa. Xin lỗi. Tiết dao. Ê con cáo. Hai ba dầu ơi chỉ sao nhớ đánh tâm chỉ khi bắt đầu ai ra nhau không thương nữa sao chào ngọc quy không thương nữa thôi sao nỡ đành gieo nhân tâm. Mày làm lại tao không, em diễn da của nó luôn nè. Trời đất ơi đòi diễn luôn đi em. Da mày da gì? Tiết dao. Mày viết dao đúng không? Tiết dao. Em da gì? Em da gì? Hồ Nguy Cô. Mày làm lại tao, làm lại tao không? Ra sao vậy? Rách luôn cái quần. Chịu rách cái đít quá. Nó dụ quá, không có. Không có. Nó dụ quá. Em biết cái nghề này rồi. Mình làm đi em. Có hại vậy anh chị? Sao giờ thói tiếp quý vị em? Mày sổ thì mày sổ số thì nếu tao mà lậu gì chửi chứ. Tổ số mày. Mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã.
mây gì ra mây gì ra mây gì đây mây gì đây gì ra mây gì ra mây gì đây nhìn đám cưới của người mình thương đứa nào là em đó à, vậy hả hỏi nữa đứa nào đánh anh làm chú rể coi ông cô vậy nhìn đám cưới của người mình thương đã nó không thiệt luôn nghe người ta giao gặp trăng anh phúc còn riêng anh cường sao cưới vợ con nhỏ tới lách bình thầm năm mươi lăm mấy gì ra mấy gì ra năm mới tết đến năm mới tết đến rước lộc vào nhà quà cáp bao la tiền tài một đống để rước trai về cùng nhau múa cột 31 mấy gì ra mấy gì ra trên sông phá gia có một mình nàng lập bản chiếu bu là nàng luôn mà kiếm đến còn số chín số gì đây cho là số gì đây số gì đây bốn gì đây cho là bốn gì đây bốn gì đây cho là bốn gì đây bốn gì ra cái gì mà tình cái nghĩa cái bốn tình giới cái cảnh gia đình mà điệp phải xa là tình đang thiết tha nói ra mà không dám bốn mười tám mấy gì đây năm gì đây trời mưa lâm râm ướt dầm bông mí anh đây tuổi tấy còn đi đây tuổi dần hai đứa lại gần sao nhi lại mang thai năm mươi hai là tấm vé cờ hên. Và bây giờ 52 đã có chủ nhân may mắn nha, xin mời các nhập bình thì có một chị gái ở Củ Chi xin gửi tặng cho đến chị Quyền với lại cũng như là Thảo Nhi mỗi người một bó hoa cũng như là tình cảm của tất của chị gửi đến chị Quyền với lại Thảo Nhi. Cái này là của ai? Cái này là bé heo, cái tên chị bên kia Thảo Nhi đang cầm á. Ai chị lại lộn rồi, bỏ qua, có gì đâu đúng thì không cũng được không hả? Chị Lát Kim Quyền nè, rồi đó giống như là cái tình cảm của chị gửi đến Thảo Nhi với lại chị Quyền, chúc chị Quyền với lại Thảo Nhi một năm mới an khang thịnh vượng và điều đặc biệt hơn là có thật là nhiều sức khỏe để cống hiến cho khán giả. Nó nghe rồi. Phải là có thì không hay là tự bia phải không chị? Cần nó có khùng đâu em phải không? Cần nó có khùng không? Vậy là sốt hoa phải không? Thiệt tình phải không? Ở đâu khán giả ở đâu? Bác Ái rồi đó. Ừ, trời, tự nhiên tôi bỏ tiền cái tôi tặng hai người vậy. Rồi, bác Ái đúng không? Đúng rồi đó. Cho nên là khán giả tặng cho em với lại. Yeah, cậu cầu hả cậu cầu? Phải không? Tao tặng đó. Rồi cảm ơn nghe, đừng mua tặng nó từ chị em lâu ngày có lòng tốt xin cảm ơn nghe, dọn da nghe. Rồi Quyền xin được cảm ơn những bó hoa thân thương của tất cả quý vị khán giả cũng như là đặc biệt một vị khán giả dành tặng cho Quyền cũng như Thảo Nhi nha. Chúc em được dồi dào sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng và bây giờ chúng ta sẽ được bắt đầu chuẩn bị giờ số tiếp tục ạ. Và một lần nữa thì Thảo Nhi cũng xin cảm ơn bó hoa của chị rất nhiều gửi đến La Kim Quyền và Thảo Nhi cho buổi tối đêm nay. Chúc chị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Quay. Mấy gì ra mẹ cho ngân cầm tiếp theo cùng con lo cho con sớm khuya chu toàn à vậy ngân tâm hãy mau chuẩn bị hành lý mà nè nhớ hành đi mà nam tử và hãy mau giả mình mà nam nhi thưa thầy con chúng ta ôi đừng quan tâm con số năm Thảo Nhi tối tiền con số năm số ra con ấy số gì đây cúi đầu xin thanh quân lầm lỡ chi bao điều mà quan trai hồng nhan như nhau đào phải ca phi sầu đào năm mươi sáu hai gì đây nàng đã cho yêu một chàng nghệ sĩ tình hỡi ơi tình chàng đã có gia đình người đời vui chế cho tình đó như là gió với trăng ấy sao riêng mình không thành như bao cô nàng thất tình nàng khóc một mình hai mươi chín số gì đây cho là số gì đây số gì đây
xuống, chỉ đánh xuống, chỉ đánh cho xuống, chỉ đánh xuống, chỉ đánh quên luôn, hát bài khác. Em điểm số bài hát đi. Hát bài cũ, hát bài... Ok, ok. Rồi lại nha. Xuống chị đây, xuống chị đây, cho nó xuống chị đây, xuống chị đây, cho nó xuống chị đây, xuống chị đây, xuống chị đây. Cái bên sông kia kiểu mau mà em đợi. Cái bên sông này vừa bụi mà tối tăm. 45, 45, cái 45, 45, cái 45, cái 45, xuống gì ra. Mấy gì ra, cái này mấy gì ra, cái này mùi gì ra, cái này mùi gì ra. Trứng hoa hương sầu thương về quê mẹ. Tên ta nhà buồn ta nhớ quê cha con người ta. Con gà quê con người ba. Con mười ba, con mười ba, con mười ba, con mười ba. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra. Dù sẽ gắn năm dài lòng anh nhớ nhớ em hoài. Dù đôi ta đắm sao, nghe nhau không nói nên câu. Lòng anh đi nát ta. Đàn lòng sao em môi nát tan, nát tan, nát tan, nát tan, nát tan lìa ta. 23, 23, 23, 23, 23 23 của 23, 23, 23 23 của 23 số là con mây. Số gì đây những đêm lạnh xa bên ngọn đèn sầu đông đưa. Tôi ngồi ở tiệm xa xưa, buồn thân lay lắng con tim. Những ly rượu đắng nghe hồn bay bổng lâng lâng. Thương người em nhỏ nơi đâu, hỏi người còn thương nhớ ai. Năm mười hai mấy gì ra, mấy gì ra, còn cười gì ra, cầm gì ra. Mấy gì ra, mấy gì ra. An Giang có Long Xuyên mặn mà, ai đi Châu Đốc nhớ ghé qua Di Bà. Về tình biết nhớ thương em Hà Tiên. Chiều trên đồng ruộng xách áo dài em chịu. Hẹn ai đi Châu Đốc nhớ ghé núi Sam. 48 cái đó 48 bốn. Gì đây cái đó bốn, gì đây bốn, gì đây cái đó bốn, gì đây bốn, gì đây bốn, gì đây. Ai đang đi trên đường về, tai lắng nghe bao câu họ mà đây mê. Vô đây anh, vô đây anh, dù đứng xa em vẫn đưa anh hoài. 42 cái đó 42, 42, 42 mấy gì đây ba gì ra, ba gì đây, ba gì đây. Ở làng bên có một người con gái, số không may cưới phải ông chồng sai. Ông nhậu lai rai ngắm nghía mà dài dài, uống rượu cho xa về đánh vợ mà nằm dài. 32 và bây giờ 32 đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời các nhà mình khoan con xé tờ vé tiếp tục ủng hộ cho dòng lời mới. Rồi ký hiệu là 195 tờ vé màu xanh. Chúng ta cùng nhau kiểm tra bây giờ số chung nha anh chị nha. Số nào có là anh chị mình biết trong tờ lá vé mình đã có, vì 60 con banh là đại diện cho 60 con số nằm trong tờ lá vé của tất cả quý vị. Rồi con số vừa kêu là 32 có 1, 13 có 2, 42 có 3, 56 hợp lệ. Chủ nhân đầu tiên, chủ nhân thứ hai và ký hiệu là 193. Con số 32 có 1, số 5 có 2, 42 có 3, 56 có đủ. Chủ nhân thứ ba 194 32 42 56, số 5 y chang. Chủ nhân thứ tư nè 193 32 có 1, 13, 42 và 56, con có không? Có đủ. Rồi tiếp tục nha, 195 32 42 56 và số 5 y chang. Rồi mỗi người nhận giùm em là một con nhỏ nha. Chị muốn lấy cái gì? Con heo ha, con lấy con chuột thôi. Con heo, con chuột nè, anh cầm này giùm em trước. Rồi con gái nè. Rồi mình sẽ được quay số nha. Mỗi người nhận một con banh. Con qua bên chú Hùng Cường lấy banh cho cô nè. Rồi giấu lại đừng để cho mấy chú mấy cô thấy. Rồi của anh nè. Rồi của con. Ai số lớn nhất chúng ta thường nhận qua gấu to nha. Rồi chị số mấy đây? 46 14. Wow số 4. Rồi về luôn nha. Chị gái ơi bỏ con chuột xuống, con heo xuống, mình nhận gấu to giùm cho em nha. Và anh chị mình ủng hộ cho em thêm một vòng loại này thôi à. Vòng loại sau chúng ta sẽ được gặp gỡ cho cùng với khách mời đặc biệt là công chúa Lâm Khánh Chi. Đó em tặng chị. Gì? 8 giờ người hát với 8 giờ người diễn là một cái đó em.
đúng không? 8:30 hát là 8:30 diễn luôn đó. Nó hỏi gì đó, nó hỏi 2 trong 1, 8:30 hát là đúng 8:30 diễn. Hả? Ba kìa. Ừ, thì đúng rồi. Thì xong rồi em. Rồi, bác ái vô nhà. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhớ ủng hộ cho dòng loại này nha. 10.000 nhanh chân lẹ tay để chúng ta gặp gỡ cho cùng với khách mời đặc biệt là công chúa Lâm Khánh Chi đang chuẩn bị sẽ được chào mừng tất cả các bác anh chị mình với chương trình ca nhạc đặc biệt đêm nay. Thì tất cả quý vị nhớ liền tay đầu tư mỗi người một vé để chúng ta sẽ có một cơ may ngay từ bây giờ nha anh chị nha. Và mỗi người một tờ lá vé là 10.000 đồng như thường lệ anh chị. Và tí xíu đến đây một hai vòng loại nữa chúng ta sẽ được bắt đầu đến với một chiếc điện thoại Redmi 8A với mọi tờ lá vé trên tay đặc biệt hơn. Xin mời tất cả quý vị nhớ chuẩn bị đợi chờ để cùng tham gia và tham dự vé. Và bây giờ ở phía dưới sẽ có một thành viên đem đến những cái và những cái quạt tay của thẩm mỹ viện Đại Hàn đó anh chị đó. Thì chúng ta chưa có đó, mọi người nhớ nhận giùm em một cây hoặc là hai người nhận giùm một cây chúng ta quạt chung nha anh chị nha. Để chúng ta có một cái gì đó gọi là mát mẻ đó. Rồi anh chị ơi, tiếp tục ủng hộ cho vòng loại mới nha. Cường ở trên này nhiều lắm em. Anh chị trên này có mua vé không nè? Hùng Cường sẽ được bắt đầu bác ái xuống đây bên đây nữa nè Cường. Rồi, mạnh dạng ủng hộ dơ cao tay lên nha anh chị nha. Sau khi vòng loại này chúng ta sẽ bắt đầu đến với chương trình ca nhạc đặc biệt đầu tiên đêm nay. Và bây giờ ai có vé bắt đầu chuẩn bị dò số. Qua đây Cường ơi, tay phải Cường ơi. Mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đây. Mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đây. Mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đây. Mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa nhé. Cầu đang cứ gọi đi đó như bước như chàng nhớ buồn tình à. Mùa vương qua rồi nay đến mùa tang thu. Nhìn lá me rơi lá vàng thu rơi rụng. Em lấy lòng chơi chơi tan nát rồi anh ơi. Mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa mấy thì đa. Rồi đợi chị tí xíu em ơi. Mấy thì đa cái mấy thì đa cái mấy thì đa cương gia vô đi Cường. Giơ tay à Hùng Cường đang tiến tới anh chị. Ở phía giữa anh chị mình giơ tay nha. Giơ tay lên Hùng Cường đang tiến tới anh chị mình luôn à. Bay thì đa bay thì đa bay thì đa bay thì đa bướm bướm bay trong gió bướm bướm cành hoa bướm bay thì hoa đã tàn bướm bay thì hoa đã tàn tàn rồi cái này bốc rời qua cái này bốc khé ra bông bướm ra cái này bốc khé ra cái này bốc bốc ra cái bốc giết ra chuẩn bị dò số bay thì đa bay thì đa bay thì đa bay thì đa bay thì đây bay thì đa ơi đi nhà ơi em thương mà em đợi con thương buồn tơ mùa lúa thơm đã chín lâu rồi mà bấy lâu em chưa ghé về thăm. Chim sao mồ côi chim trắng mình ơn chim sao mồ côi thương em mặn đợi đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng ngồi nhớ em mắt nó ngó lên trời chim sao không về trắng cò mồ côi anh nhớ em nhiều. Phụ tình ai hai ghét chót trên đây luôn vì dân dân ơi. Rồi chị đợi em tí xíu nha. Mấy gì đa mấy gì đa mấy gì đa mấy gì đa cùng mắt giống trên rừng trường thơm hai đứa ở hai đầu xa thầm đường đá chân mùa đây đẹp lắm đường ngân đông nhớ trường mà cơm tay câu ơi hàng gạo. Mấy gì đa mấy gì đa cái đi bút gì đa bút gì đây bút gì đa bút gì đa bút gì đa bây giờ đâu thắt đường đâu cao rổ hoài cao mà mẹ cha không ngó xuống đi đồ bóng to một dàn bóng không muốn ai bóng nào hai bông bí em chồng à anh đem luôn cầu hôn 44 44 số đầu tiên gặp gặp vô 4 14 4 14 4 14 4 14 đất 4 14 4 14 mấy gì ra mấy gì đa mấy gì đa mấy gì đa gió đâu đơn lạnh buông cả tâm hồn giờ hồng sáng soi không làm ra ngắm coi
qua từng số lô tô của đoàn chúng em đây, gửi đơn quý vị khán giả yêu mến môn nghệ thuật cho dân gian, kêu số giao lô tô mong góp chút sức mình để mọi người được vui nhân thân thành một mẫu đoàn tham gia. Chúng em mãi sẽ luôn ghi nhớ quý anh em quý bà con đã luôn theo sát đoàn, mến sao ôi tấm lòng của chú cô gần xa. 43 số là con mấy? Số gì đây, số gì đây? Áo anh bạc màu sợt dài, chàng anh quay hùng anh tình kia, thủy chung trọn đời anh tình kia, giữ trọn tình ta. Con 13, 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 số gì đã, mấy gì đã, mấy gì đã, cái này mấy gì đã, đã phúc, đã tài, đã phú quý, đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm. Con số 5, 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 thế con số 5, số gì đây, cái là số gì đây, số gì đã, mười gì đây, cái là mười gì đây, mười gì đây, cái là mười gì đây, mười gì ra, mười gì đây, trai tài mà gái sắc, hai kẻ mà gặp nhau cảm thấy và chào con tim mà rung cảm. Còn 18, còn 18, cái là còn 18, còn 18, còn 18, còn 18, còn 18, còn 18, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra, con biết cô là em thích gì. Cô, còn em á là Tiết Giao, em lấy đọc của con này thì có con này nó phải hát cái câu đó, tại sao em bắt cái gì mà em phải hát nó khổ thì em phải hát đúp lên cho nó chứ sao chọn không tuột đóng dây khác. Sao mày biết tao không thuộc? Đâu hát lại thằng làm lại hôm we go Tiết Giao à, có má, má đúng này đâu có má. Cái này là cái này là con này là kêu là Tiết Giao, tao giao cái kêu người hồ người cô là cái lúc là em phải ngựa em sẽ ngựa em đi rồi thì bây giờ em nêu cho nó nói không có nêu ở đây ta, ở đây là tao diễn viên đó rồi chị, bây giờ em sẽ ngựa rồi đúng không, em kêu là Tiết Giao trả ngọc lại cho thiếp nha, nó không trả quýt chích mẹ đó cho chị. Ê, trời đất ơi mày cái gì kỳ vậy, mày mày diễn lại tao không, mày diễn lại Tiết Giao không, học trường sân khấu ra diễn nè. Ôi trời ơi, trường sân khấu dạy là mang đôi dép lào gì gì diễn nó trời nè đó tụi tao ha. Rồi không bị con mày đi. Tránh ra, mày tránh ra đi để tao diễn cho mày coi nè, mày tránh ra. Cái ngựa tao không mượn mày, mày đi vô đi rồi đứa cái bông tao mượn tức á. Em mất vai một mình, nó diễn hai vai luôn nè, vô tao nè. Diễn hai vai được, nói đi, nói đi em đó, bắt đầu nè, cắt vai mày nè, vừa mùng một bị cắt vai. Cái lúc này nó đang tìm thằng Tiết Giao đó, chưa thấy Tiết Giao đó. Thấy chưa? Không phải lộn người. Oh my god, oh my god. Tiết Giao. Tiết Giao ơi. Đây nè. Hả? Giờ khúc này là lấy rồi đó. Khúc ra nãy là em đau. Nó lấy ngọc em rồi đó, em đau đó. Em diễn cái nét ra, nó lấy ngọc em. Cái lúc lấy ngọc là đau. Dạ, dạ, em đau đó em rồi. Bây giờ nó lấy ra nè. Lấy rồi, đưa rồi, đưa gì nữa má. Ờ, quên trên tay nó kìa. Xin lỗi. Tiết Giao. Ê, con cáo. 2, 3. Dậu ơi, chỉ sao nhớ đánh tâm. Chỉ kia bắt đầu ai đã trao. Không thương nữa sao chào Ngọc Huy. Không thương nữa tôi sao nỡ đành gieo nhân tâm. Mày làm lại tao không? Em diễn da của nó luôn nè. Trời đất ơi, rồi diễn luôn đi em. Da mày da gì?
Tiết Dao. Mày viết Dao đúng không? Tiết Dao. Em gia gì, em gia gì? Hôn Nguyệt Cô. Đó, mày đi bộ lại tao không? Mày làm lại tao. Làm lại tao không? Rất cao dạ. Rách luôn cái quần. Chịu rách cái đít quá. Nó dụ quá, không có. Không có. Nó dụ quá. Em biết cái nghề này rồi. Mình làm đi em. Có hại anh chị. Sao giờ thói tiếp cái gì em? Mày là sổ thố thì. Nếu tao là lậu gì chửi. Cắt cái quần. Sổ thố mày. Mày gì đó. 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 Mày gì đây. Mày gì đây. Gì đó. Mày gì đó. Mày gì đây. Nhìn đám cưới của người mình thương. Đứa nào? Là em đó. Ờ vậy hả? Hỏi nữa. Đứa nào đánh anh làm chú rể coi. Ông cô. Này. Nhìn đám cưới của người mình thương. Đã nó không tiện luôn kìa. Người ta giao gặp trăng anh phúc, còn riêng anh cường. Sao cưới vợ con nhỏ trái ngắt bình thân. Năm mươi lăm mấy gì ra mấy gì ra. Năm mới Tết đến. Năm mới Tết đến rước lọc vào nhà quà cáp bao la tiền tài một đống. Để rước trai về cùng nhau múa cột. 31 mấy gì đã. Mấy gì đã. Trên sông Mã Gia có một mình nàng. Lập bản chiêu phu là đàn luôn mà kiếm đến con số 9. Còn số 9 số gì đây cả là số gì đây số gì đây. Bốn gì đây cả là bốn gì đây. Bốn gì đây cả là bốn gì đây. Bốn gì ra. Cái gì mà tình cái nghĩa cái bốn. Tình giới cái cảnh gia đình mà điệp phải xa là. Tình đang thiết tha nói ra mà không dám. Bốn mười tám mấy gì đây. Năm gì đây Năm gì đây. Trời mưa lâm râm ướt dầm bông mí. Anh đây tuổi tế còn đi đây tuổi trần. Hai đứa lại gần sao Nhi lại mang thai. Năm mươi hai là tâm vé cờ hên. Và bây giờ 52 đã có chủ nhân may mắn nha. Xin mời các nhà mình.